Quý khán giả thân mến, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Đá Tai Mèo TV. Và hiện tại đang là 17 giờ 40 phút. Những người dân xã Lủng thì bắt đầu nghỉ trở về nhà. Đây. Mọi người cũng vừa tiến hành phủ bạt xong. Con đường thì đã được đổ qua vị trí lán số 2. Khoảng hai trăm năm mươi mét, mọi người đổ cũng tốc độ cũng rất là nhanh. Lý do hôm nay em Tuân lên công trường muộn là có một lý do đặc biệt. Sau khi mà video mà của em Tuân về gia đình em Tùa được phát sóng ấy, thì cũng đón nhận được rất nhiều tình cảm của các cô các chú. Mọi người có gửi tiền về và có nhờ em Tuân là dẫn Tùa đi mua sữa giúp đứa con của Tùa bị suy dinh dưỡng ấy. Thì hiện tại là em Tuân có nhận được của chị Phương. Chị sống và làm việc và định cư ở bên Canada. Chị có gửi cho em Tùa là 3.659.000. Và một chị nữa thì là chị Đoàn Thủy thì tại vì là em cũng bận nhiều việc nên không hỏi được là chị địa chỉ nhà chị ở đâu. Chị có gửi cho Tùa thêm 1 triệu nữa là tổng là 4.659.000. Thì số tiền này thì mọi người có nhờ Tuân là đi mua sữa cho em Tùa. Thì bây giờ thì hai anh em sẽ phải là đi ra thị trấn Yên Minh. Ban ngày thì Tùa còn phải làm nên là bắt buộc là phải đi vào gần chiều tối này. Ban ngày thì Tùa còn phải cùng với mọi người góp công để xây dựng con đường. Tùa đâu rồi nhỉ? Ông ơi. Ông. Tùa đâu rồi? Đây thì mọi người vừa tiến hành đổ bê tông xong. Bây giờ lại phải mọi người đang phải kéo bạt lên để phủ bê tông đoạn mà chiều nay đổ. Chiều nay đổ được nhiều không hả chó? Mười mét à? Tại vì nửa buổi chiều em lo trời mưa đúng không? Thôi múa. Đoạn này chắc được rồi đấy. Nhờ. Đoạn này mưa không sợ mấy rồi. Đây đoạn này không sợ mấy. Chỉ có phủ đoạn trên kia thôi. Mai đổi ca rồi phải không? Mai là đội của nhóm của anh Nô rồi đúng không? Thế máy móc có vấn đề gì không? Nếu mà có vấn đề gì là phải báo anh Nô để anh để sáng mai ví dụ như là có cái phần gì hỏng ấy, em phải báo qua anh Nô để anh xuống anh còn biết sửa chữa. Xi măng thì biết che chưa? Trên rồi. Che cẩn thận vào đêm mưa này. Toi. Tối nay Tùa có phải không? Tối nay ai?
Thế đi nhỉ, không muộn nhỉ. Không đấy. Đi, đi. Đi xe của anh. Xe của anh. Lấy mũ. Được được, lấy xe máy xuống dưới. À, tối còn về. Một xe thôi, hai anh em mình đi một xe thôi. Ok ok. Em Tuân và em Tủa bắt đầu hành trình đi mua sữa cho con Tủa. Lý do là phải đi Yên Minh. Yên Minh là cách phố Cáo mình bao nhiêu cây Tủa nhỉ? 20 cây. Tại vì là ở trung xã Lục Nghệ thì là nằm ở xã Phố Cáo. Xã thì em Tuân đã đi tìm rồi. Sữa mà chất lượng để dành cho trẻ con 9 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng thì ở đây cũng có. Hôm nay quyết định là cùng Tủa đi xuống tận thị trấn Yên Minh để mà tìm xem là có loại sữa phù hợp hay không. Mẹ bỏ sữa đi. Thế từ lúc mẹ nó bỏ đi thì có mẹ con nó có mẹ nó có về thăm thăm nó bao giờ không? Mẹ nó không về thăm luôn. Không về lần nào rồi luôn. Nó đi cái lúc không gọi về thăm. Không về luôn hả? Chuẩn bị mưa đấy nhờ. Với anh em mình là tăng tốc rồi. Sắp mưa rồi, phải tăng tốc cô. Thì nữa là mình về là tối nhé. Về là tối. À, trời, tối là biết là siêu thị sữa họ còn là được cửa hay không? Cửa hàng sữa hay không? Cửa hàng loại sữa mà bình thường em hay mua là loại nào? Em sữa tươi à, sữa nước à, hay là sữa bột? Sữa bột à? Vâng. Em mua là loại mà mùa hồ là mà 170.000 to hơn một tí là 260.000. Loại là 170.000, loại là 270.000 à? 260. Cái cơm mà hôm nọ em nấu như kiểu nhão kiểu cháo ấy. Cái đấy nó không ăn được đâu, làm sao nó ăn được em? Mấy chanh giòn mà anh mua về cho con em chỉ nấu cháo cho nó ăn. Nấu cháo nó ăn được, nấu cháo nó mới ăn được đúng không? Nó ăn được. Đừng nấu kiểu như là nấu như kiểu cơm như nhão nhão nọ, cái đấy làm sao mà nó ăn được. Em phải nhất là em phải bảo bố mẹ, ông bà chồng ấy. Còn đừng cho cháu ăn cái đấy. Nó không ăn được, hệ tiêu hóa nó kém ấy. Nó làm sao mà nó tiêu hóa được. Cái đấy em phải nghiêm túc trong cái câu chuyện là bảo bố mẹ bố mẹ cũng không thể cho nó ăn cái đấy được. Nấu cháo có mất nhiều thời gian đâu đúng không? Tối mình có thể là gần lúc nào chuẩn bị đi ngủ ấy, mình có thể là
đun một nồi cháo lên cho con. Mà sáng ra là nó có cháo để mà ăn. Chị ơi, chị cho em hỏi nhờ một tí, chị có biết ở thị trấn mình có cái siêu thị sữa nào to to không ạ? Vâng, vâng. Sữa cho trẻ em ấy. Ờ, cái quán ở ngay đây hả chị? Dạ, dạ. Vâng, em cảm ơn ạ. Trường Hải, quán nào to hơn hả chị? Vâng, vâng, em cảm ơn ạ. Vâng. Bé nhà anh này thì vâng, đây em một con mà này. Vâng. Đây chính là cái cửa hàng sữa nhà anh ấy. Thì theo anh thì 9 tháng tuổi thì dùng loại nào là tốt ạ? Ở đây nhà mình dùng hàng chẵn nhất hàng lắm. Vâng. Vậy này. Các trẻ đây đều dùng tốt. Có baby này. Sữa non của Mỹ. Cái này hạn sử dụng của nó là bao nhiêu tháng đấy? Sáu. Tùa đã từng mua loại này bao giờ chưa Tùa? Em chưa. Chưa. À. Đây là. Cái đấy là mình dành cho từ 0 đến 1 tuổi. Không. 0 đến 1 tuổi. Ừ. Số 1 là từ 1 đến 2 tuổi. Vâng. Có dẫn đến số. Vâng. 0 đến 12 tuổi. Ý em là kiểu một hộp này thì uống được khoảng bao nhiêu lâu ấy? Tại vì là cái này tùy vào sức uống của từng bé, còn trong khuyến nghị này nó cũng có ghi là ngày nào mới gì đấy trong cái vâng. Này thế thì Tùa tính xem là mua khoảng bao nhiêu hộp được, tại vì nhà mình ở xa ấy nhà thì nhẹ con em thì khoảng bao nhiêu lâu thì uống hết một hộp sữa này? Mùa hồi như này chắc tầm khoảng ba tuần đấy. Ba tuần á? À? Ba tuần đấy. Ba tuần thì sợ mua nhiều quá lại về lại hỏng mất nhỉ, đúng không? Mua một hộp thôi. Một hộp thôi á? Hai hộp, xong hai hộp là tại vì nhà ở xa quá thì mua hai hộp chắc đủ uống một tháng rồi. Một tháng? Vâng. Thì anh cứ mua cho em ba hộp nhá. Vâng. Được ba hộp, ba hộp. Mua hai hộp nó được lâu không nhỉ? Cái này thoải mái mà. Đây, hạn sử dụng của nó đến tận 2026 cơ. 2026 này. 2026 rồi. Sữa này cũng là sữa mới. Thế bóc anh ra thì cố gắng là sử dụng trong vòng khoảng 20 ngày nhé. Vâng. Bởi vì khi mình vào bóc ra thì mình chỉ sử dụng khoảng 20 ngày thôi. Vâng. Thế loại này là loại tốt nhất rồi anh? Đấy. Các cái loại này không biết là... em cũng không biết là loại nào là loại... Đây là dành cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi đúng không? Đấy. 2026. Thế thôi cứ lấy 4 hộp đi. Em 4 hộp này. Bốn hộp nhá. Vâng. Ở phố cáo ạ. Ở trên phố cáo, nhưng mà phố cáo lại không có cái này, phải đi tận ấy mua. Năm trăm chín mươi bảy nghìn một hộp đúng không? Bao nhiêu tiền anh? 2.340.000. Anh cho em xin cái hóa đơn. Đây thì giờ hai anh em mua thêm được một thùng cháo thịt băm. Cái này 50 gói đúng không? Vâng, 50 gói. 50 gói. Tạm thời là mình cứ mua một thùng trước nhé. Vâng. Nào hết thì mua sau, nếu mà mình mua nhiều quá về nó cũng bị hỏng ấy. Vâng, cái nào hết thì mua. Ok.
bây giờ cho Tùa đi mua đôi dép nữa nhé. Vâng. Đôi dép của em niên đại cũng lâu quá rồi. Dép đi cào bê tông. À. Đây, xò thử em nó có vừa không nè. Đẹp luôn đúng không? Đẹp luôn. Được không? Vâng. Nói gì mang đôi này đi tán gái thì vô địch thiên hạ. Vâng. Cái dép kia có cầm về, có mang về nữa không? Có. Dép này để cao bê tông. Không, cao bê tông thì anh Trường hôm nay anh mua ủng lên rồi. Đi về thôi nhỉ? Vâng, đi về tối. Vậy thì anh em đã đi mua sữa với cả cháo về ở dưới thị trấn về rồi. Em lấy xe đi. Vâng. Bây giờ em lấy xe để đi. Em cảm ơn nhá. Cái này là cảm ơn chị Phương ở Canada. Chị Phương á? Ừ. Thì em cảm ơn chị Phương đã giúp đỡ em được. Anh và em đi Yên Minh đã mua được 4 hồ sữa với lại 1 thùng cháo thìn bằng. Và em cảm ơn chị Đoàn Thủy. Chị Đoàn Thủy nhá, em cảm ơn rất nhiều. Và đáng thương con của em, giúp đỡ con của em nhá. Và cái này là cái này là lúc nào hết lại mua tiếp nhá. Vâng. Tại vì mua nhiều về nó sẽ bị hỏng ấy. Vâng ạ. Đây còn sữa thì đừng có mở ra nhé. Vâng. Đấy về đừng mở mở ra nó sẽ bị hỏng ấy. Vâng. Okay. Mở hộp nào thì uống hộp đấy thôi. Vâng. Đi không về không muộn. Vâng. Tối nay không phải trông lán đâu gì. Thế thì mang sữa mới mang ấy về cho con uống nhé. Đi chưa? Chả áo mưa á? Ồ. Hình ảnh ông bố ba con vợ bỏ đi mang sữa và mang cháo về cho con. Cố gắng nhá, cho nó ăn uống đầy đủ nhá. Có ăn cơm chưa? Đi cẩn thận nhá. Một lần nữa thì em Tuân xin được chân thành gửi lời cảm ơn đến chị Phương, chị Đoàn Thủy cũng như là tất cả quý khán giả đã luôn luôn yêu mến em Tuân cũng như là gia đình em Tùa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.